con gái không chịu đi học, ông bố có màn xử lý không ngờ. Do con gái không chịu đi học, người bố đã quyết định trói con mình vào xe máy, rồi chở tới trường khiến nhiều người bất ngờ. Sự việc được ghi lại trên một tuyến đường ở thị trấn Vân Phù, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong clip, một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đang điều khiển xe máy chạy trên đường. Phía sau là một bé gái đang bị trói nằm ngửa, chân buông xuống đuôi xe. Cô bé liên tục khóc lóc van xin và tự tìm cách cởi trói cho mình. Tuy nhiên, người đàn ông không những không dừng lại mà tiếp tục phóng xe chở cô bé đi. Được biết, người đàn ông trong clip là cha của đứa bé và đang trên đường chở con gái mình tới trường. Người này giải thích, con gái ông không chịu đi học nên không còn cách nào khác. Anh đành trói bé vào xe máy và chở đến trường. Cảnh sát địa phương sau đó cũng đã liên hệ với người đàn ông này và giải thích rằng hành động của anh là không phù hợp để ép buộc con gái phải đi học. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã lập tức nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của người cha là không thể chấp nhận được, bởi lẽ bạo lực không bao giờ là giải pháp để giáo dục con cái. Tuy nhiên, một số khác lại lên tiếng bênh vực người cha và cho rằng có những thời điểm cũng cần phải cứng rắn, nhất là đối với những đứa trẻ cứng đầu. Trước đó, sự việc tương tự cũng xảy ra tại một ngôi làng ở quận Mathura, Ấn Độ. Cụ thể, do thuyết phục con gái 8 tuổi đi học không thành công, một người đàn ông đã trói con mình vào sau xe máy và đưa cô bé đến trường. Người đàn ông 40 tuổi đã bị bắt sau khi những tờ báo địa phương công bố bức ảnh được chụp bởi những người qua đường. Được biết, người này sau đó đã được tại ngoại.